Rồi đây là cái armrest ha các bạn. Cái này là cái bệ tì tay cho cái bàn tay phải của mình tì lên không có đau ha các bạn. Cái này thấy nó đơn giản, thấy nó đơn giản nhưng mà nó rất là cần thiết nha các bạn. Các bạn thấy nè, cái cạnh này nè ha. Cái cạnh này nè, khi mà tì tay lên đây là nó đau lắm. Nó lằn tay mình lên luôn. Có cái này, có cái bo này nè, mình để tay vô mình nghe nó thoải mái, rất là thoải mái nha các bạn. Hồi đó giờ mình cũng chưa biết mà giờ mình biết nó là mình thấy mình không có bị đau tay nữa vậy. Và gắn vô là mình chơi rất là nghe nó rất là đã các bạn hả. Thì cái này mình cũng tự làm nhưng mà nó cũng khó làm lắm, cần sự tỉ mỉ và mất thời gian nhiều. Đó, đây là toàn bộ cái này thì mình phía sau mình lắp bên cái hai mặt mình áp lên đàn thôi, hoàn toàn là không có làm, hoàn toàn là nó bảo vệ cái xung đàn của mình ha. Và nó rất là chắc nha các bạn, cần thiết thì mình vẫn gỡ ra được ha. Đó, đây là toàn bộ cái đàn của mình. Bây giờ chơi là nó rất là êm tai nha các bạn, rất là sướng luôn á. Thì các bạn nào muốn làm thì cũng có thể chụp cái hình cái đàn gửi cho mình thì mình làm, nhưng mà mình sẽ tính phí nha các bạn, tại vì làm nó cũng mất nhiều thời gian và rất là tỉ mỉ. Thì nó sẽ bằng gỗ nha các bạn, bằng gỗ và sơn bóng thôi, hoặc là có thể sơn đen, hoặc là mình sơn bóng bo, hoặc là màu trắng thì cũng được hết, thì các bạn lựa chọn hết nè. Rất là đẹp nha các bạn. Mình làm xong mình quay lên mình thấy, thậm chí mình còn thấy đẹp nữa mà. Cái này nè, nó sẽ giúp mình không có đau tay nè. Mình tì tay lên chủ là phần này nè. Và rất là chắc ha. Con keo hai mặt thôi nhưng mà rất là chắc, mình tháo ra được. Và lắp vô cũng rất là chắc. Rồi xin cảm ơn các bạn ha. Nên đây là toàn bộ cái đàn khi mình lắp vô. Cũng rất là đẹp nha các bạn. Rất là tinh tế.